Xin chào quý vị đang cùng đến với chương trình Bác sĩ 247 được phát sóng vào mỗi sáng thứ Bảy hàng tuần trên kênh HTV7. Thưa quý vị, omega 3 là một dưỡng chất vô cùng cần thiết đối với mọi độ tuổi và nó lại càng quan trọng hơn đối với trẻ em, đối với phụ nữ mang thai và cả người cao tuổi. Hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu xem là những sản phẩm omega dạng nào chứa bao nhiêu DHA và EPA sẽ tốt cho sức khỏe của những đối tượng trên. Thông qua cuộc trò chuyện cùng với khách mời ngày hôm nay, chúng tôi xin được giới thiệu đến quý vị đang có mặt tại trường quay của chúng ta, đó là tiến sĩ bác sĩ Đinh Thà đến từ Bệnh viện Nhi Đồng 1. Xin kính chào bác sĩ. Xin mến chào MC Nguyên Khang, xin kính chào quý vị khán giả. Anh nghe nè vợ. Sao? Mua omega 3 cho em hả? Anh biết rồi. Gần đây cũng có tiệm thuốc Tây nè, để anh vô anh mua về liền cho. Rồi. Dạ, anh cần gì ạ? Vợ anh á đang mang thai, vợ anh dặn anh á là mua giúp cái loại omega 3 mà uống á để tốt cho sức khỏe này kia đó, cho nên là anh ghé qua đây nhờ em chỉ giùm anh. Dạ, ở đây thì em có rất nhiều omega 3, không biết anh cần loại nào ạ? Cái loại mà thôi bây giờ em lấy anh cái loại nào của hàng ngoại nhập nha, mà cái viên phải bự nè, rồi chất lượng nó phải tốt, đại khái là tiền bạc không thành vấn đề. Dạ. Vậy anh cho em hỏi là chị ở nhà có bị ngán không ạ? Ủa? Uống cái loại này liên quan gì tới cái vấn đề mình bị ngán hay không? Dạ, tại vì nếu như mà chị nhà bị ngán á thì cái viên to quá sẽ dễ làm cho chị bị ói à. Vợ anh á ở nhà đúng mà có bị ngán, với lại dễ buồn nôn lắm. Ủa? Mà anh cứ tưởng là mua cái viên nào nó to là cái loại đó tốt thôi chứ. Dạ không phải vậy đâu anh. Tại vì thường á, omega 3 không phải là cứ viên to là hàm lượng omega 3 sẽ là nhiều, với lại không phải là hàng ngoại nhập là tốt đâu anh. Omega 3 tốt nhất phải là omega 3 dạng triglyceride với DHA, EPA hàm lượng cao ạ. Ồ, vậy đó hả? Anh đâu có biết đâu. Thôi thì bây giờ vậy nè, em cứ lấy cho anh một lọ, rồi anh đem về cho vợ anh uống trước coi kết quả làm sao. Dạ, vậy thì em xin giới thiệu với anh là ở bên em có một cái sản phẩm là omega 3 sinh da chứa omega 3 dạng triglyceride với DHA, EPA hàm lượng cao, được sản xuất từ nguyên liệu dầu cá tinh chế từ Na Uy ạ. Dạng DHA với tỷ lệ phù hợp DHA, EPA 4:1 phù hợp với đối tượng là phụ nữ có thai và được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Anh có thể hoàn toàn yên tâm và đem về cho chị sử dụng ạ. Vậy tốt quá. Em bán giùm anh 2 lọ đi. Anh mua về cái bắt đầu anh nói với vợ anh á là cái loại này anh tự tìm tòi ra được, xong rồi vợ anh thương anh nhiều hơn nữa. Dạ. Vậy anh cho em hỏi là công việc của anh á có thường xuyên tiếp xúc với máy tính không ạ? Cũng có đó em. Dạ vậy thì anh cũng nên sử dụng sản phẩm này, bởi vì á omega 3 của anh giá rất tốt cho những người thường xuyên sử dụng máy vi tính giống như anh, vì nó sẽ tốt cho mắt và cả trí não nữa. Ủa em, cái loại omega 3 mà mấy nãy em giới thiệu anh á, mình sử dụng được cho người lớn tuổi không em? Những người mà lớn tuổi á thì họ thường sẽ có những nguy cơ về bệnh tim mạch nè, huyết áp cao, là xơ vữa động mạch. Thì bên em sẽ có một sản phẩm omega 3 Vinja 2. Ồ vậy hả? Đúng rồi, mẹ anh á ở nhà là ngoài 60 tuổi rồi, là mắc tất cả những cái loại bệnh mà mấy nãy em vừa nêu luôn. Ngoài ra đó nha, là mẹ anh còn bị khô mắt nè, rồi bị quán gà nữa, cho nên là anh cũng muốn mua một cái loại omega 3 nào đó cho mẹ anh uống nè, để mẹ anh sáng mắt. Dạ, vậy là mẹ anh nên dùng omega 3 Vinja 2, vẫn là omega 3 dạng triglyceride chứa EPA và DHA cao từ Na Uy như loại kia, nhưng mà được làm giàu á, EPA nên phù hợp với những người có bệnh tim mạch, mỡ máu cao, huyết áp cao, xơ vữa động mạch và giảm nguy cơ đột quỵ ạ. Còn giúp tăng cường trí nhớ, cải thiện thị lực, giảm khô mắt và thoái hóa nhuyễn vàng đó ạ. Ồ, tốt quá. Cảm ơn em nha. Bữa nay anh mới biết á là omega 3 là nó chia ra một loại là dành cho người cao tuổi, rồi một loại á là dành cho những người phụ nữ mang thai nữa. Dạ, bữa nay anh mới biết luôn. Cảm ơn em nha. Vậy em bán giùm anh hai cái loại mà em vừa nói đi. Dạ. Vậy anh lấy mỗi thứ bao nhiêu hộp ạ? Bây giờ trước mắt á lấy giùm anh là mỗi thứ là 2 hộp đi. Dạ. Thưa bác sĩ, qua đoạn tiểu phẩm vừa rồi thì chúng ta thấy là khi nói về omega 3 thì nhiều người sẽ cho rằng là những cái sản phẩm omega 3 được nhập khẩu từ nước ngoài, hoặc là những sản phẩm ngoại nhập sách tay, rồi viên to hàm lượng cao thì chất lượng nó mới tốt.
Thế thì bác sĩ có thể cho mọi người biết là cái suy nghĩ đó có đúng hay không? Và liệu rằng đâu sẽ là cái sản phẩm loại omega 3 là tốt nhất ạ? Hiện nay thì chúng ta thấy rõ ràng là cái vấn đề sử dụng omega 3 trong cuộc sống á, thì nó cũng rất là phong phú. Và có rất nhiều người vẫn còn có những cái quan điểm mà mình nghĩ là chưa có phù hợp. Có nghĩa là mình sẽ tìm chọn những cái sản phẩm omega 3 có cái thành phần DHA, EPA với hàm lượng cao. Thì cái hàm lượng cao nó thể hiện qua những cái viên nang nó to. Đây cũng là một trong những cái bổ sung nó sẽ mang lại hiệu quả. Nhưng thực chất thì trên thực tế á, có những cái loại omega 3 có những cái viên rất là to, nhưng mà cái chất lượng, đặc biệt là cái thành phần DHA và EPA thì rất là thấp, nó không đạt được những cái tiêu chí để tốt cho sức khỏe, đặc biệt là phục vụ cho công tác phòng những cái bệnh lý nguy hiểm của cuộc sống. Thì đây cũng là một trong những cái quan điểm nó chưa có đúng. Thêm vào đó, những cái viên to như vậy, đặc biệt là những cái đối tượng mà khó uống thuốc như là trẻ em chẳng hạn, hoặc là người cao tuổi, cái vấn đề nuốt nó khó, thì cũng rất là khó khăn trong vấn đề tiếp cận và sử dụng những cái loại đó. Còn nếu mà muốn uống được thì chúng ta phải cắt nó ra, cắt cái viên nang nó ra, bỏ cái bao, lấy cái dịch lỏng ở trong đó. Thì khi mà cắt ra như vậy thì nó có cái mùi rất là khó chịu, nó là mùi tanh. Thì trẻ em rất là sợ và người lớn thì cũng rất là khó uống. Thì đây cũng là một trong những cái quan điểm nó không có đúng. Thì chúng ta nên loại đi, mà chúng ta nên chọn những cái loại sản phẩm omega 3 có cái nguồn gốc nó rõ ràng, đặc biệt là cái thành phần triglyceride nó có cái hàm lượng DHA và EPA rất là cao để đảm bảo cho cái vấn đề sử dụng, đặc biệt là khi mà người ta sản xuất á, thường dưới dạng những cái viên nhỏ để rất là dễ dàng cho sử dụng ở những cái đối tượng như là trẻ em hoặc là người cao tuổi. Cái quan điểm thứ hai đó là người ta cứ nghĩ là những cái hàng sách tay hoặc là có cái nguồn gốc xuất xứ từ bên nước ngoài thì đa số là sẽ tốt hơn những cái hàng nội địa, hàng trong nước. Tại vì sao? Ở bên nước ngoài sản xuất là yên tâm rồi, có thể sử dụng một cách thường xuyên, mang lại hiệu quả. Nhưng mà chúng ta không nghĩ rằng cái thành phần ở trong đó với là cái thành phần là quan trọng, chứ không phải là xuất xứ từ đâu. Mà hiện nay thì cái thành phần nguyên liệu tốt nhất, hiệu quả nhất và an toàn nhất là những cái omega 3 xuất xứ có những cái thành phần tự nhiên từ cái xứ sở lạnh Na Uy, chính là cái nguồn nguyên liệu tinh khiết, an toàn cho sức khỏe. Thì đó mới đúng là cái tiêu chuẩn là xuất xứ từ nước ngoài. Và ngày nay thì ở Việt Nam của chúng ta cũng đã có thể nhập về những cái nguyên liệu đó để có thể sản xuất omega 3 mang cái ý nghĩa là nâng cao chất lượng. Và cái cũng rất là quan trọng, tùy theo đối tượng thì có những cái tỷ lệ DHA và EPA phù hợp. Thì hiện nay chúng ta cần phân biệt có hai cái loại omega 3, là omega 3 mà triglyceride và omega 3 ethinester. Cái omega 3 mà triglyceride với cái hàm lượng DHA và EPA cao á, thì đây là một trong những cái loại omega 3 được xem là an toàn khi sử dụng, mang lại hiệu quả tốt cho sức khỏe. Ví dụ như những cái người có những cái bệnh liên quan đến tim mạch hoặc những cái vấn đề về thần kinh thì nó cải thiện rất là tốt những cái chứng bệnh đó, hoặc là có thể phòng ngừa được những cái căn bệnh nguy hiểm mà có thể xảy ra trong suốt cái cuộc đời, nhất là những người cao tuổi. Đối với trẻ em thì chính cái omega triglyceride với cái hàm lượng DHA và EPA cao như vậy á, tùy theo những cái thành phần có trong đó người ta sản xuất ra thì phục vụ cho những cái đối tượng đó trong những cái quá trình phát triển nó phù hợp theo từng giai đoạn. Và thêm một cái nữa đó thì rõ ràng là omega 3 mà triglyceride nó có những cái ưu điểm nó vượt trội, nó tốt hơn cái loại omega 3 khác, đó là omega 3 ethinester. Thì đây cũng là một trong những cái mà chúng ta cần chú ý. Thứ nhất là cái omega 3 mà triglyceride thì nó thường có cái khả năng hấp thu rất là tốt và mang lại một cái hiệu quả rất là tốt khi mà chúng ta sử dụng. Thêm vào đó thì cái thành phần omega 3 mà triglyceride thì thường rất là khó bị phá hủy hoặc bị thay đổi bởi tác dụng oxy hóa. Do đó nó thường nó không biến thành những cái thành phần, những cái chất nó nguy hiểm cho sức khỏe. Do đó nếu mà chúng ta sử dụng thì nó tương đối là an toàn. Và một trong những cái yếu tố mà ngày nay chúng ta thấy rất là thuận lợi, đó là cái omega 3 mà triglyceride với cái DHA và EPA với hàm lượng cao á, thì được bào chế để sử dụng thuận tiện, phù hợp cho từng cái đối tượng. Ví dụ như những cái người cao tuổi có sức khỏe yếu kém, đặc biệt là có khả năng mắc những cái bệnh tim mạch, những cái bệnh chuyển hóa, thì người ta thường tăng cường cái việc sản xuất cái lượng EPA cao để bảo vệ những cái cơ quan quan trọng đó. Do đó có thể sử dụng cho những người lớn tuổi, những người mắc bệnh tim mạch mãn tính hoặc thậm chí là mỡ máu cao. Và một trong những cái sản phẩm cũng rất là tốt cho trẻ em và phụ nữ, đó là omega 3 triglyceride với cái thành phần vượt trội là DHA. Tại vì DHA là một trong những cái rất tốt cho hoạt động của não bộ, nhất là trẻ em trong thời kỳ phát triển cái hệ thần kinh trung ương để có thể học tập, để có thể phát triển những cái năng khiếu, thì chính cái đó sẽ hỗ trợ cho cái hoạt động của thần kinh. Thêm vào đó thì có thể bảo vệ tốt cho đôi mắt,
để phòng ngừa được những cái bệnh liên quan đến đôi mắt của người lớn cũng như trẻ em. Do đó chúng ta có thể tiếp cận để chúng ta bổ sung omega 3 triglycerides hàng ngày. Và ngày nay để phân biệt omega 3 mà triglycerides và omega 3 mà ethyl ester đó, thì chúng ta cũng có những cái lưu ý nho nhỏ. Cái đầu tiên đó là cái thành phần mà ghi trên những cái nhãn mác bao bì thì chúng ta cần chú ý. Thường nếu mà đúng á, thì người ta sẽ ghi cái thành phần đó là triglycerides hoặc là ethyl ester để chúng ta có thể phân biệt, để chúng ta chọn lựa. Mà hầu hết những cái thành phần omega 3 xuất xứ là ethyl ester thì chúng ta không có tìm thấy được những cái chữ in trên những cái nhãn mác bao bì đó. Mà hầu hết là chúng ta đều tìm thấy cái thành phần omega 3 triglycerides được ghi rất là rõ trên những cái sản phẩm có uy tín. Do đó cũng là một trong những cái cách phân biệt nó rất là tốt. Và thêm vào đó nữa thì chúng ta cũng có những cái dạng phân biệt qua cái sự chú ý quan sát. Chẳng hạn như là chúng ta cảm tính qua cái mùi. Thì thường rõ ràng là cái omega 3 mà ethyl ester thì có cái mùi hơi tanh tanh, nó hơi khó uống. Nếu mà chúng ta cắt hoặc là chúng ta bỏ cái bao bên ngoài thì cái chất lỏng chúng ta cảm thấy rất là khó chịu. Thì đây cũng là cái cảm tính. Do đó mà khi mà chúng ta sử dụng cái sản phẩm mà omega 3 mà ethyl ester thì thường rất là khó uống, nhất là trẻ em. Do đó thì nếu mà được thì chúng ta nên xài và sử dụng cái omega 3 triglycerides. Và thêm một cái khác biệt nữa để chúng ta có thể phân biệt là chúng ta có thể thử trên cái miếng bọt biển bằng hai cái dạng omega 3 triglycerides và omega 3 ethyl ester. Thì chúng ta sẽ nhỏ, thí dụ như chúng ta dùng cái hộp đựng cơm bình dân chúng ta sẽ nhỏ một giọt cái omega 3 ethyl ester lên trước, thì chúng ta thấy rõ ràng là cái miếng cái hộp xốp sẽ bị phá hủy rất là nhanh. Trong khi thì cái omega 3 mà triglycerides thì cái quá trình nó diễn ra hầu như rất ít và hoặc là diễn ra rất là chậm, chứng tỏ là trong những cái thành phần của hai cái dạng omega 3 đó thì cái omega 3 triglycerides rất là an toàn. Tại vì sao? Không có bị oxy hóa ra, không bị biến đổi thành những cái chất có hại cho cơ thể. Thì đây cũng là cái cách phân biệt nó rất là đời thường, rất là đơn giản để chúng ta có thể dễ dàng nhận biết hai cái dạng omega 3 hiện nay chúng ta đang sử dụng. Thưa bác sĩ, như vậy thì qua chia sẻ thì bác sĩ có nói là omega 3 dạng triglycerides với hàm lượng DHA và EPA cao. Như vậy thì việc mà chúng ta lựa chọn omega 3 thì có theo một cái tiêu chí nào đó hay không ạ? Hiện nay thì rõ ràng cái quan trọng khi mà chúng ta lựa chọn omega 3 để sử dụng trên con người thì nó cũng phải mang được những cái tiêu chí. Cái tiêu chí đầu tiên là chúng ta phải chọn cái omega 3 mà có cái nguồn gốc với những cái nguyên liệu thiên nhiên nó chuẩn. Thì ngày nay người ta cũng đã có những cái công trình nghiên cứu rất là có giá trị và được khuyến cáo là cái nguồn nguyên liệu lấy từ Na Uy để sản xuất omega 3 mà triglycerides thì nó tương đối là gần như là an toàn, gần như tuyệt đối. Tại vì sao? Người ta sử dụng trong cái quy trình sản xuất của GMP WHO và sử dụng những chỉ số an toàn PV, AV, TOTOC để làm sao khép kín được cái vấn đề chọn lựa cái nguồn nguyên liệu sạch và an toàn khi mà chúng ta sử dụng. Cái thứ hai là chúng ta phải chọn omega 3 có cái dạng triglycerides. Chúng ta biết rằng cái ưu việt của nó rồi, nó tốt hơn hẳn và hiệu quả hơn hẳn cái omega 3 mà ethyl ester. Cái thứ ba là phải có cái hàm lượng DHA và EPA cao trong đó. Rồi cái tiêu chí thứ tư cũng rất là cần thiết, đó là khi mà chúng ta sản xuất chế biến ra cái omega 3 triglycerides để cho con người sử dụng thì tùy theo đối tượng thì có những cái thành phần nó nổi trội. Ví dụ như những người cao tuổi, những người có nguy cơ mắc những cái bệnh tim mạch thì người ta sử dụng cái loại omega 3 triglycerides với cái thành phần nổi trội là EPA. Vì sao? Cái EPA nó sẽ bảo vệ cho chúng ta chống lại những cái các bệnh mãn tính nguy hiểm ở con người, ví dụ như bệnh tim mạch này, rồi tăng mỡ trong máu này, rồi phòng ngừa những chứng thiếu máu cơ tim hoặc là đột quỵ v.v. thì thường là rất là tốt cho những cái người có tuổi khi mà chúng ta cảm giác là sức khỏe của chúng ta không có được tốt như hồi trước thì chúng ta có thể sử dụng thường xuyên. Và đối với những cái đối tượng mà chúng ta thấy cần quan tâm, đó là trẻ em và phụ nữ mang thai thì chúng ta sử dụng cái loại omega 3 triglycerides mà có cái thành phần nổi trội là DHA. Đặc biệt là cái tỷ lệ vàng DHA chúng ta thấy thường ghi trên sản phẩm đó là 4:2.1, có nghĩa là cái tỷ lệ của hai cái thành phần đó, có nghĩa là 4 DHA và 1 EPA thì phù hợp cho trẻ em. Tại vì sao? Cái thành phần hàm lượng đó nó có sự xuất hiện giống như là trong sữa mẹ. Và người phụ nữ khi mang thai thì cái cơ địa rất là yếu,
cái sức đề kháng không tốt, nếu mà chúng ta sử dụng những cái sản phẩm hoặc những cái thuốc thì cũng phải rất là cẩn thận. Thì omega 3 triglycerid với thành phần nổi trội DHA thì sử dụng khá là an toàn cho người phụ nữ để có thể ngăn ngừa những cái biến chứng trong thai kỳ và cải thiện tất cả những cái vấn đề liên quan sức khỏe trong suốt cái thời kỳ mang thai. Và cái tiêu chí cũng rất là quan trọng, đó là cái sản phẩm đã được Bộ Y tế cấp phép để sử dụng lưu hành trên toàn quốc và đã được sản xuất bởi những nhà sản xuất có uy tín. Thưa bác sĩ, như vậy thì bác sĩ có những lưu ý nào đối với việc người sử dụng những cái sản phẩm là omega 3 của Binh Gia có chứa omega 3 dạng triglycerid với DHA và EPA cái hàm lượng cao không ạ? Để làm thế nào là họ có thể sử dụng một cách hiệu quả tốt nhất ạ? Có một số những cái lưu ý quan trọng khi mà chúng ta sử dụng bất cứ một cái sản phẩm gì thì chúng ta phải tìm hiểu kỹ những cái thông tin đó. Và khi mà chúng ta đã an tâm để chúng ta chọn lựa sản phẩm thì cái điều cần thiết nhất là chúng ta phải sử dụng liên tục thường xuyên lâu dài thì mới mang lại cái hiệu quả tốt cho chúng ta. Thì ngày nay có hai cái sản phẩm để có thể sử dụng phù hợp theo từng lứa tuổi, phù hợp theo từng mục đích sử dụng. Cái cụ thể đối với trẻ em, phụ nữ mang thai, những cái người khỏe chưa có những cái bệnh nguy hiểm nhưng mà muốn nâng cao cái sức đề kháng, muốn nâng cao cái sức khỏe bảo vệ tốt, phòng ngừa những cái bệnh lý thì chúng ta có thể sử dụng cái omega 3 triglycerid có cái hàm lượng DHA và EPA rất là cao và có cái thành phần nổi trội là DHA. Rất tốt cho trẻ em trong suốt cái quá trình phát triển về trí não, đặc biệt là các bé cần phải có sự tập trung trong học tập và đặc biệt là có thể bảo vệ đôi mắt của các cháu, tại vì rất tốt cho cái đôi mắt và phòng ngừa được rất nhiều những cái nhiễu loạn mà có thể xảy ra cho các cháu trong cái quá trình phát triển. Riêng phụ nữ mang thai thì rất cần bổ sung omega 3 thì chúng ta có thể sử dụng cái sản phẩm này. Ví dụ như là trong suốt thai kỳ, nếu mà chúng ta sử dụng cái dạng omega 3 triglycerid cho người phụ nữ mà với thành phần DHA nổi trội á, thì sẽ bảo vệ phụ nữ phòng tránh được những cái tai biến, những cái di chứng có thể xảy ra trong cái quá trình mang thai, nhất là cho thai nhi. Thường thường người ta thấy cái tật nguy hiểm nhất là dạng ống thần kinh cũng có khả năng xảy ra, thì khi mà chúng ta sử dụng cái sản phẩm này có thể phòng ngừa được, và những cái người có sức khỏe bình thường muốn bảo vệ mình thì có thể sử dụng. Và cái vấn đề cái liều lượng uống thì nó cũng rất là đơn giản. Đối với trẻ em từ 2 đến 8 tuổi thì chúng ta sẽ cho uống 1 đến 2 viên omega 3 triglycerid với cái thành phần DHA và EPA thì tương đương khoảng là 200 đến 400. Ở đây cũng là một cái liều lượng nó an toàn. Đối với phụ nữ mang thai thì chúng ta cho cái liều cao hơn chút, hoặc là người khỏe mạnh á, thì 2 đến 4 viên mỗi ngày, tương đương là 400 đến 600 mg DHA và EPA. Và cái nhóm đối tượng thứ hai á, là người cao tuổi hoặc là những người có nguy cơ mắc những cái bệnh mãn tính, nhất là bệnh tim mạch, bệnh chuyển hóa hoặc những cái bệnh liên quan đến hệ thống hô hấp của mình á. Chúng ta có thể sử dụng cái omega 3 triglycerid hàm lượng cao DHA EPA với thành phần nổi trội là EPA, tại vì chính cái thành phần này khi mà được sản xuất, người ta cố gắng cải thiện để nâng cao cái hàm lượng nó lên, và nó sẽ bảo vệ tốt cho thành mạch máu, rồi bảo vệ tốt cho hoạt động của tim mạch, rồi chống lại những cái bất lợi cho sức khỏe, ví dụ tình trạng tăng mỡ máu này. Như vậy thì những cái người lớn tuổi có những cái bệnh lý nền, bệnh lý mãn tính hoặc là để phòng ngừa thì chúng ta có thể sử dụng cái sản phẩm này rất là tốt và an toàn. Ví dụ như người bị cao huyết áp á, thì chúng ta sử dụng cái sản phẩm omega 3 triglycerid DHA EPA với hàm lượng cao nổi trội là EPA, là mỗi ngày chúng ta sử dụng 3 gram tương đương với là 6 viên thì nó sẽ tốt và cải thiện được cái tình trạng cao huyết áp. Rồi những người có tình trạng mỡ máu cao thì đây cũng là một trong những yếu tố nguy cơ có thể dẫn đến những cái biến chứng nguy hiểm, thì chúng ta sẽ sử dụng là 2 gram mỗi ngày, tương đương là 4 viên. Và những người lớn tuổi, những người cao tuổi hoặc có sức khỏe không tốt, chúng ta cũng có thể cho uống cái lượng nó vừa phải, đó là 2 đến 3 viên mỗi ngày, tương đương là khoảng 1.000 đến 1.500 mg DHA EPA. Thì đây là những cái liều lượng nó tốt cho sức khỏe và đảm bảo bảo vệ sức khỏe cho tất cả những cái đối tượng mà chúng ta cần hướng tới để làm sao mang lại cuộc sống tốt đẹp cho họ. Em. Dạ anh chào anh. Bữa nay anh tới á, anh mua em bán giùm anh hai cái loại mà omega 3 Vinh Gia đó, với lại cái loại mà omega 3 Vinh Gia 2. Mỗi loại em lấy giùm anh là hai hộp. Mua thêm nữa hả anh? Mua thêm. Vậy khi mà anh đem sản phẩm về á, mẹ anh với lại chị dùng có tốt không ạ? Tốt lắm. Vợ anh á sử dụng chưa hết.
hối anh ra đi mua thêm nữa nè. Em biết không, hôm bữa đó vợ anh đi khám thai, bác sĩ khám á, bác sĩ nói là đứa bé trong bụng phát triển rất là tốt. Về phía vợ anh á là bây giờ mắt cũng không còn mỏi, da dẻ thì được hồng hào hơn nữa. Dạ. Còn mẹ anh á là bây giờ huyết áp ổn định nè, mỡ máu thì cũng giảm. Bản thân anh uống xong á nha, anh cảm thấy giống như là mắt mình nó sáng ra nè, rồi tinh thần giống như nó cũng được thoải mái nữa. Mà cái loại này hay một cái là uống nó không bị tanh, giống như mấy cái loại cũ mà lúc trước anh xài đó, cho nên là uống anh thấy thoải mái này kia lắm. Dạ, vì omega 3 kinh da chứa dạng triglyceride, DHA, EPA tốt, những thành phần đó nó phù hợp cho mẹ anh và cả những người phụ nữ mang thai, nên là dùng sản phẩm đó là hiệu quả là em mừng rồi ạ. Vậy em bán giùm anh mỗi loại thêm 2 hộp nữa nha. Dạ. Anh còn nhớ cách sử dụng không anh? Anh nhớ. Dạ, vậy anh đợi em chút. Thưa quý vị, qua cuộc trò chuyện cùng với bác sĩ Thạc, chúng ta sẽ thấy được một điều đó là omega 3 sẽ rất là quan trọng để có thể bổ sung vào nhiều cái giai đoạn phát triển của những độ tuổi khác nhau. Chính vì vậy, chúng ta cần tìm hiểu để có thể bổ sung đúng và đủ những cái dưỡng chất cần thiết omega 3 cho sự phát triển của cơ thể. Chúng tôi cũng xin được cảm ơn nhãn hàng omega 3 Vinh Gia bổ sung omega 3 dạng triglyceride với DHA và EPA hàm lượng cao của dược phẩm Vinh Gia đã đồng hành cùng với chương trình này. Nếu quý vị có bất kỳ cái góp ý nào thì quý vị hãy vui lòng liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại của chương trình, đó là 1800 558889, hoặc quý vị cũng có thể gọi điện đến số điện thoại 24/7 của chúng tôi, đó chính là số điện thoại 0896 509 509. Quý vị có thể gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ là sốngkhoeavongbacsitivấn.vn hoặc truy cập vào website bacsitivấn.vn. Một lần nữa xin được cảm ơn tiến sĩ bác sĩ Đinh Thạc đã đến với chương trình. Mến chúc quý vị thật nhiều sức khỏe và hẹn gặp lại quý vị trong những số phát sóng tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại. Omega 3 đặc biệt tốt và cần thiết cho cơ thể để phòng và cải thiện các bệnh tim mạch, mắt và trí não. Hiện nay, omega 3 có hai dạng chính là omega 3 dạng triglyceride và dạng ethyl ester. Trong đó, loại tốt bậc nhất là omega 3 với các ưu điểm. 1. Chọn nguồn nguyên liệu omega 3 sạch. 2. Chọn omega 3 dạng triglyceride. 3. Chọn loại giàu DHA và EPA. 4. Tối ưu hàm lượng DHA, EPA theo từng đối tượng sử dụng. Loại chứa EPA cộng DHA cao và được tối ưu làm giàu EPA, tốt cho bệnh tim mạch, xơ vữa động mạch, mỡ máu cao, huyết áp cao, rối loạn nhịp tim, huyết khối, giảm nguy cơ đột quỵ. Loại này phù hợp với người từ trung niên đến cao tuổi. Loại chứa EPA cộng DHA cao và được làm giàu DHA, tốt cho mắt, trí não. Loại này phù hợp với trẻ em, phụ nữ mang thai và đang cho con bú, người trưởng thành. 5. Được Bộ Y tế cấp phép lưu hành trên toàn quốc, phân phối bởi công ty uy tín. Nếu bạn thấy video này hữu ích, hãy nhấn like, chia sẻ và đừng quên nhấn subscribe để nhận được những video mới nhất từ kênh nhé.